Xin chào các bác, em tiếp tục lên sóng con rửa mát Panasonic TR6. Cái dòng máy, cái dòng TR này các bác nhé, phải nói là siêu lành vẹt, ngon bổ rẻ. Linh kiện thì cực sẵn, cực dễ sửa chữa thay thế. Mẫu mã thiết kế đẹp. Bây giờ hơn 3 triệu thôi là các bác sở hữu một con máy rửa bát rồi, quá rẻ luôn. Đây. Con TR6, mặt mũi con này em vẫn để nguyên các bác nhé, không làm gì. Lưng tôn thành vách khá là phẳng này. Hàng bãi, chất máy đẹp, đời 2013. Series máy con này là 2439. Mã số 22. Rửa với nước nóng 80 độ C, chế độ rửa tiêu chuẩn, thời gian sấy 30 phút, kèm giữ khô bát đũa này các bạn này. Kèm giữ khô nhá. Econavi này, ngày nồm ấy mà các bác muốn bát đũa nhà mình khô lên suốt ngày khô, các bác bấm thêm cái này là máy nó chạy suốt luôn. Để giữ khô. Tắt này, bật. Bấm vàng rửa, thao tác hai nút là các bác rửa được rồi. Dễ luôn. Nội thất sạch sẽ. Xếp 6 các bác con một hàng này các bác nhá, hai hàng 12 cái này, 6 cái cốc nhỏ này. 3 4 cái 6 7 8 cái đĩa này. Bát ô tô, đũa thìa. Đã vệ sinh sạch đẹp. Ok, ngon lành. Cái dòng máy lành bền. Mẫu mã đẹp. Trước này em bán là 3,6 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, xếp hàng toàn quốc ạ. Phí vận chuyển đi toàn quốc 150.000, biến áp 500, hình thức mua bán cũng là cọc trước 500.000 các bác nhé. Nhận hàng kiểm tra đúng hàng thanh toán nốt. Các bác có nhu cầu là các bác ủng hộ bên em nhé, số điện thoại để. Chào các bác.